nhằm hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm công nghệ Việt chính hãng thông qua kênh bán hàng online. Mới đây, công ty VNPT Technology đã hợp tác với 3 sàn thương mại điện tử hàng đầu tại Việt Nam là Tiki, Shopee và Lazada. Theo đó, trên 3 gian hàng này, VNPT Technology sẽ giới thiệu và kinh doanh 12 sản phẩm gồm 5 nhóm mặt hàng gồm đầu thu truyền hình kỹ thuật số, Android TV Box, thiết bị Wi-Fi, smartphone và phụ kiện công nghệ. Đáng chú ý trong nhóm là sản phẩm Mesh AP và hệ thống quản lý Cloud Mesh Controller. Đây là bộ sản phẩm thuộc nhóm các sản phẩm giải pháp phần mềm thương mại tiêu biểu của Việt Nam vừa nhận danh hiệu Sao Khuê 2020.